cuối cùng cũng ra khỏi cái phủ chết tiệt đó rồi. Ôi trời ơi, bắt trói làm phép phun rượu, rồi giờ là cái gì nữa đây trời? Cái cây cổ thụ đó là hy vọng cuối cùng của mình. Chỉ cần gặp bà lão đó là coi như giải quyết xong rồi. Nhưng mà lỡ như không gặp được bà ấy thì sao ta? Không có đâu, trước giờ mình vốn ăn ở Phúc Đức, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phải tin. Wow, hả? Đúng là cái cây chết bồng đó rồi. Cái lão điên này đang làm gì vậy? Thôi, mà tôi kệ đi. Càng khùng điên càng không nên dính vào. Đại thần thụ chứng giam, Khương gia chúng con vừa trải qua tang sự, nay tai ương chưa dứt, lệnh ái của lão gia hậu duệ duy nhất lại bị quỷ khí quấy nhiễu. Ủa, bà lão kia đâu rồi ta? Không biết bà ấy có ở đây không? Sao nãy giờ không thấy ta? Đã tới đây rồi, không lý nào lại không gặp. Ừ, cái mùi hương này ngợp chết ta mất. Hơn nữa, cái bầu không khí này chẳng có cảm giác bình yên như lúc đó. Không lẽ? Nếu đúng như vậy thì... Ôi trời, ông quận chúa làm gì vậy? Sao lại đánh đổ bát hương? Không phải lúc nào thắp nhang nhiều cũng là tôn trọng thần linh đâu. Có khi còn quấy nhiễu họ nữa kìa. Không, không được đâu quận chúa. Không có hương dẫn thần linh sẽ không rõ hướng để về. Tự bản thân của ta sẽ có cách lo. Đã biết ta là quận chúa còn dám cãi lệnh sao? Vẫn còn thiếu. Đúng rồi, những sợi dây đỏ. Nhưng nếu không có thì... Phi Yến, mau giúp ta treo những cái này lên cây. Dạ. Giờ thì bà ấy chắc sẽ xuất hiện phải không? Khi bạn khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Tôi hy vọng bà sẽ cho tôi thấy những gì tôi muốn thấy.